Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có nhận được một cái con mạch. Con mạch điều khiển quạt hút mùi. Đấy. Con này nó chết vi xử lý các bạn ạ. Chết vi xử lý. Cái này vi xử lý mình vứt ra này. Đây một con này, và đây một con này. Mình vứt hết và mình đã cấy này các bạn nhé. Mình sẽ cấy lại này. Mình cấy bằng con IC4017. Và đây là mạch sau khi mình cấy này. Nhìn nó hơi lằng nhằng một tí các bạn ạ. Nhưng mà nó không có gì phức tạp cả. Và đây, đây là mạch mình cấy này. Bây giờ mình sẽ bật lên cho các bạn xem nhé. Bạn nhìn này. Bây giờ máy đang ở chế độ đất chờ này. Đây là phím chính này, ấn một nhát là đây, ấn một cái là đèn này sáng này. Đèn này sáng đồng thời là cái đèn chiếu sáng cũng sáng luôn nha. Đấy, cứ chạy máy hút mùi là đèn chiếu sáng nó sẽ sáng nha. Ấn một cái nữa này, số 2 nó hoạt động này. Ấn một cái nữa này, số 3 hoạt động, đèn chiếu sáng vẫn sáng nha. Ấn một cái nữa tắt về chế độ tắt chờ hết này. Tức là khi nào mà mình bật hút mùi lên là đèn nó sáng nha. Đấy, ấn một cái này, số 1 này. Ấn số 2 này, ấn số 3 này. Ấn cái nữa nó tắt này. Thì nguyên lý hoạt động con này rất đơn giản. Thì trước tiên chúng ta phải hiểu về con IC4017 các bạn. Con IC4017 một chút. Thì đây chính là con IC4017 này. Ở trong này nó sẽ có 9 cổng các bạn thấy không? Từ Q1, Q0, Q1, A10 cổng cho đến Q9 này. Đấy. Trong đó chân 8 là chân mát này. Chân 16 là chân nguồn này. Đấy. Chân 14 là chân lạnh này. Chân 13 là chân N, lệnh N thường thường để một thấp nha. Chân 15 là chân chốt này. À, cứ thay đổi điện áp chân 15 mà có điện áp mức cao nó sẽ quay reset lại về trạng thái ban đầu. Thì nguyên lý hoạt động như sau. Mình có vẽ lại nhưng mà nó chưa đẹp lắm bởi vì là vẽ để cho anh em học cho nó dễ hình dung. Thế thì con IC được cấp nguồn chân số 16 này. Chân 13 là chân N nối mát này. Chân 8 nối mát ở trên âm nguồn này. Đấy, đây là chân số 14 đúng không ạ? Bình thường nó được nối mức thấp qua con chậu 100 ohm này, 100k này. Đấy, và bây giờ mình sẽ ấn này, ấn công tắc này, công tắc mềm này. Mỗi lần mình ấn thì chân 14 sẽ có thay đổi điện áp đúng không? Khi chân 14 thay đổi điện áp, có thể ấn một lần thì nó sẽ xuất xung quanh chân số 2 này. Đấy. Nó cứ lần lượt như thế này. 2, 4 và 7 đúng không ạ? Ấn mỗi lần ấn và ấn lần nữa thì ra chân bao nhiêu để xem nào. Sơ đồ này thì ấn một lần nữa thì nó ra chân bao nhiêu? 2, 4 và 7, 7 là Q3 đúng không? Q4 nó sẽ nằm ở chân số 10 các bạn thấy không? Số 10 đấy. 2 và 4 và 7. Ấn một lần nữa thì nó sẽ ra chân số 10. Thế khi mà chúng ta ấn vào chân số lần đầu tiên nó sẽ kích ra chân xung ra chân số 2 này mức cao này, đúng không ạ? Mức cao thì chân này của mình mức thấp, đây là con IC ULN203, đây là IC cổng đảo. Đầu này mức cao thì đầu này mức thấp. Mức thấp sẽ nối mát cho con dơ le ở cộng chân số 1 ấy, đóng cái tiếp điểm này. Thì khi chân đóng thì bắt đầu là quạt của mình sẽ quay tốc độ số 1 và chân A được nối mát này. A nối mát mình đưa ra đây cho dễ hình dung. A nối mát thì lúc này các bạn nhìn này, 5V này, đi qua con đèn led này, qua con điện trở, đi qua diode nữa này. Nó đi nối số mát làm cho cái bóng đèn báo đang chạy số 1 nó sáng lên. Đồng thời chân này nối mát nó cũng sẽ làm đồng chân nối mát qua diode này. 5V đi qua cái bóng đèn xoay ấy. Ra đây, đi qua diode này, nối mát này. Và kết quả là bóng đèn soi là sáng. Ấn lần nữa thì đương nhiên là đèn chân B đúng không? Chân B mức thấp thì tiếp tục cái bóng số 2 sáng và bóng số 3 sáng. Và đèn soi lúc nào sáng trong quá trình chạy nha. Ấn lần nữa thì tất cả các đèn này tắt nha. Đây chính là nguyên lý hoạt động của cái mạch này. Đấy, cái này là cái trường hợp mà mình không có IC vi xử lý đúng không ạ? Mình mới phải làm cái này thôi. Còn các bạn nào mà đẳng cấp hơn rồi có thể là lập trình cho nó một cái bo khác nó chạy. Cái này sau một lúc nữa mình sẽ đổ keo vào. Đổ keo nến hoặc là đổ một keo gì đấy cho nó cứng lại. Nhất đơn giản đúng không ạ? Trông thì phức tạp thôi. Nhưng mai nếu trường hợp không có đồ thay các bạn có thể là làm được một mạch. Rồi, như vậy là xong. Chúc các bạn làm thành công nhé.